Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. 12. Tại Ai Cập, Đức Giê-hô-va cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung tùy rất lân cận mình, tùy số người, và hãy tính cho một con tùy sức người hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là con đực, tuổi giáp niên thẳng tì vít chi. Đoạn, để dành cho đến ngày 14 này, rồi cả hội Israel sẽ giết nó một chiều tối. Sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa, canh và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa cả đầu giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến mai, nếu còn lại hãy thiêu. Vậy ăn thịt đó phải vậy, dây lưng cột, chân mang dài, tay cầm ăn hối hả, ấy là vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ qua xứ Ai Cập, hành hạ mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết của trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập, thấy huyết đó thì vượt qua, chẳng có tai nạn diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải ăn không men. Vừa đến ngày thứ hãy dẹp men khỏi nhà, vì hễ ai ăn bánh có men thứ nhất cho đến ngày thứ phải ăn không men. Vừa đến ngày thứ hãy dẹp men khỏi nhà, vì hễ ai ăn bánh có men thứ nhất cho đến ngày thứ 7 thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh. Qua thứ 7 các ngươi cũng sẽ có một sự hiệp thánh nữa. Mấy ngày đó chẳng nên làm chi, chỉ lo sắm đồ ăn mỗi người cần ăn mà thôi. Vậy các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì 9 ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Nên chi trả các đời giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. Ngày 14 tháng giêng chiều các ngươi sẽ ăn bánh không men chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại bang hay là người bản xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh có men. Chớ nên ăn có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh có men. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mài và hai cái cột cửa. Đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ qua đặng hành hại xứ Ai Cập. Khi thấy huyết nơi mài và hai cái cột cửa, ai sẽ vượt qua, không thể tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lễ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Va sẽ ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này là nghĩa chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Này là nghĩa chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Dân Israel bèn cúi đầu lại đi làm theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Và khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành mấy con đầu lòng tại Ai Cập, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình đến con cả người bị tù, hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn
quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ. Có tiếng kêu inh ỏi trong xứ Ai Cập, chẳng một nhà nào là có người chết. Trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Môi và Aaron mà phán rằng: hai ngươi và dân Israel chờ dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói, như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng: chúng ta đều chết hết. Vậy dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên mình. Và dân Israel có làm y theo lời mình đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cũng sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel trần người Ai Cập vậy. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông bộ. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật nhiều. Chúng bèn hấp bánh không men bằng bộ mình đã đem theo từ xứ Ai Cập. Bột không men vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ai Cập không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. Vả thì kiều ngụ của Israel tại xứ Ai Cập 430 năm. Khi mãn 430 năm rồi, thì cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai Cập. Trải các đời, cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: đây là luật lệ về lễ vượt qua. Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần tôi mọi là người bỏ tiền mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà, ngươi đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi nam của họ phải chịu phép cắt bì. Đoạn họ mới được đến phần giữ lễ này và được coi như người sinh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ránh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Môi-se nói cùng dân sự rằng: hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay nhằm tháng lúa cổ các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Am-rít, dân Hê-vít và dân U-sít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày ăn bánh không men, đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh men trong 7 ngày. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không này. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra khỏi xứ Ai Cập. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Hằng năm đến kỳ ngươi phải giữ lễ này. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Canaan như Ngài đã thề cùng ngươi và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi,
thì hãy dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hãy vặt cổ nó. Ngươi cũng chuộc hãy vặt cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng trai ngươi. Vả một mai con trai hỏi rằng, điều đó có ích chi, thì hãy đáp rằng, ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, tức là nhà nô lệ. Và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con lòng trong xứ đó, từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sinh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Và khi Pharaoh đã dẫn Israel đi, Đức Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn. Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng khi dân thấy trận mạc, hồi lòng trở về xứ Ai Cập chăng? Cho nên Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng, chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Và Chúa đi khỏi Sukkot, đóng trại tại Etam ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đi, ban đêm một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chương 15. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng, lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi, ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-xu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng, Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng, bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng, hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng, từ cội rễ Giê-xê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy, xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hỏi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạng dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ. Bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Giê-xu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giê-xu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm,
bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyria, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, như có chép rằng: những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Iphanio được, thì mong rằng sẽ tiện đàn ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Iphanio. Tôi biết khi tôi sang với anh em thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỏi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Chương 16. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cœuré. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Perishin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Marie, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ectachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abeler, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tryphener và Tryphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bercider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincaric, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Julie, Nere và chị người Olim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỏi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ
Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thư này, chào thăm anh em trong Chúa. Gai Úc là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erat, quan kho bạc thành phố, và Quarertu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lĩnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhân Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Thi thiên thứ 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự giữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.